Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm xe chế 4 bánh, 3 bánh, 2 bánh, xe điện và máy xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ làm xe 4 bánh, chở hàng hoặc là chạy chơi. Giá trọn bộ của cái bộ này là 11.500.000 đồng. Bộ sản phẩm thì như hình, dùng cho được cả máy 110 trở lên, có số lùi, trục các đăng và đặc biệt là có cả số phụ, số khỏe. Có cả chân ga, chân phanh và phanh tay. Nhíp sử dụng nhíp 4 lá. Và chiều rộng cầu hiện đang là 95cm. Các bạn có thể lấy rộng hơn hoặc hẹp hơn tùy. Nhà mình có nhiều loại từ 80cm cho đến 1m25cm. Chiều dài tùy theo yêu cầu của khách hàng, giá cả thì không chênh nhau bao nhiêu cả. Bộ này thì đầy đủ hơn những cái video trước, có thêm cả phần đèn đóm và hệ thống công tắc ở trên vô lăng. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng cái hạng mục một để cho các bạn tham khảo rõ hơn. Đầu tiên là cái bộ cầu sau. Cái bộ cầu sau này thì có thể chịu tải lên đến khoảng 1 tấn quay đầu trở lại. Có số phụ. Có bộ trục các đăng. Đây chính là bộ trục các đăng này. Bộ trục các đăng này thì đang để ngỏ vì còn phụ thuộc vào chiều dài của từng xe và khách hàng sẽ phải hàn cái ống này, nối qua ống này theo chiều dài của từng xe. Còn nhíp thì sử dụng nhíp 5 lá dài là 50cm. Đây là toàn bộ cái phụ kiện của cái nhíp này, rất là đầy đủ. Đây là đèn hậu 12V, đèn LED. Cái bộ này được trang bị một bộ bánh là 400-12. Đây thông số của bánh đây, 400-12. Khả năng chịu tải của cái bánh này là 290kg một bánh. Đây là cái bộ dây và cần số của cái số phụ này. Còn đây là cái chân ga. Chân ga các bạn không phải chế, có sẵn luôn. Chân ga dành cho máy xăng. Đấy. Đây nó có cái chỗ kéo đấy, đấy. Kéo chân ga. Còn đây là hệ thống lái. Hệ thống lái này thì trang bị đầy đủ hệ thống công tắc vô lăng, đèn còi. Trên phần trước thì có trang bị một bộ đèn LED, đèn pha và xi nhan rời để cho các bạn chế. Phần cầu trước này thì là cầu trước này sử dụng cầu trước phanh. Chiều rộng cầu thì được thay đổi tùy ý theo cầu sau. Cái phần ống lối này thì bên mình nói là không trang bị theo các bạn nhé. Phần ống đen này là các bạn về nhà tự hàn lấy vì thì tùy theo từng loại dài. Bên mình chỉ trang bị từ đây đến đây thôi. Đấy, phần thước lái này đầy đủ. Riêng hệ thống lái này thì có hai loại cho các bạn lựa chọn. Một là hệ thống lái đơn, hai là hệ thống lái đôi. Đây được gọi là hệ thống lái đơn vì thước lái của nó có hai đầu và đi thẳng một cây sang hai bên, gọi là thước lái đơn. Còn là thước lái đôi thì nó sẽ có hai cây rằng qua thì gọi là thước lái kép, thước lái đôi. Mình sẽ làm một cái video về phân tích về cái lựa chọn dành thước lái đôi và thước lái đơn cho các bạn khách hàng lựa chọn. Bộ mặc định ở trên này là sử dụng hệ thống lái đơn như hình. Đây là phần khớp lối. Phần khớp lối các đăng này thì nó có thể rút ra rút vào được. Cái đoạn này có thể rút ra được 10 phân nữa. Và đây là phần hệ thống lái. Các bạn muốn biết kích thước cụ thể của cái hệ thống lái này như thế nào thì các bạn xem lại video trước, mình có làm về cái hệ thống lái rồi. Đấy. Đây là phần số phụ được lối liền với cái cầu này. Nếu như các bạn không có nhu cầu mua cái số phụ này thì các bạn có thể trừ đi 900. Đấy, bỏ đi 900.000 và nó lối thẳng vào đây. Cái cách thức kết nối một cái hộp số phụ với cái cầu trước này như thế nào thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu. Các bạn xem ở video khác là có làm một cái video giới thiệu rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để xem những cái video trước.
Mình có làm theo dạng combo và dạng đơn lẻ để các bạn tham khảo. Những cái dạng đơn lẻ thì có hướng dẫn chi tiết hơn. Còn dạng combo thì như cái video này là mình sẽ làm video đầy đủ phụ tùng để cho các bạn biết một bộ gồm những cái gì và cần những cái gì và giá thành bao nhiêu. Những cái bánh xe như thế này có thể được lựa chọn rằng bánh đẹp hơn. Các bạn để ý cái video trước thì nó có tổng hợp các cái mẫu bánh đẹp đấy. Thì các bạn để ý lựa chọn những cái mẫu đấy. Bên mình rất là nhiều đồ cho nên không thể đăng trong vòng một clip mà ra hết tất cả các loại bánh được. Cho nên là sẽ làm một cái clip bánh riêng để các bạn lựa chọn và nó hoàn toàn lắp lẫn được cho tất cả các loại cầu trục ở bên mình bán ra. Và khách hàng yên tâm là khi mua đồ của mình thì cái gì không phù hợp mình sẽ báo trước để tránh các bạn gửi đi gửi lại đỡ tốn kém. Đấy. Khi các bạn mua cây cầu này của mình mà các bạn muốn mua thêm cặp bánh này thì mình sẽ báo ngay cho các bạn biết là nó có lắp được hay không. Cho nên các bạn rất yên tâm và không sợ. Và thường thì đồ mình bán ra thì nó đều lắp được cho nhau hết vì bên mình bán là bán đồng bộ. Đây là bên phụ kiện phanh chân đây. Các bạn xem cái phần hướng dẫn làm cái bộ phanh chân này ở trong một cái video khác. Đấy, nhưng mà phụ kiện là đầy đủ. Đây là tổng quan một bộ đây. Bộ này là rất là đẹp rồi các bạn ạ. Còn nếu như các bạn thích lắp hệ thống cẳng chữ A hay là hệ thống treo thì các bạn có thể tham khảo riêng cái video hệ thống cẳng chữ A và video hệ thống treo sau. Giá thành thì mình sẽ tính toán cho các bạn cụ thể nếu như các bạn có nhu cầu. Đây là bộ dành cho máy xăng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì hiện nay có một số cái kênh nó cũng lấy cùng tên với kênh của mình. Cho nên là nếu như các bạn để ý thì tất cả video của mình đều đề số điện thoại là 0983818955. Đấy là số điện thoại chính để liên hệ và đặt hàng bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.